6. Một quần thể thực vật do phấn ngẫu nhiên xét bốn cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, E lớn E nhỏ, phân ly độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể. Các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta lưu ý là ví dụ với cặp gen A lớn A nhỏ thì nó có thể tạo ra ba kiểu gen A lớn, A lớn A nhỏ, A nhỏ nhỏ. Và nếu gen trội A lớn là gen đột biến thì thể đột biến sẽ có hai kiểu gen như thế này. Còn cơ thể bình thường thì sẽ có kiểu gen đồng hợp lặng A nhỏ và tương tự cho những gen khác. Chúng ta nhớ khái niệm thể đột biến là cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra thành kiểu hình. Bí 1. Nếu bốn gen A, B, D, E lớn là các alen đột biến thì chúng ta biết là thể đột biến nó có thể thuộc về gen A hoặc là gen B hoặc là gen D hoặc là gen E hoặc là hai trong bốn gen này hoặc là ba trong bốn gen này hoặc thậm chí là cả bốn gen đều có kiểu gen ở thể đột biến như thế này. Chỉ trừ trường hợp là cả bốn gen đều ở trạng thái kiểu gen bình thường đồng hợp lặng. Do vậy, chúng ta sẽ tính số kiểu gen của thể đột biến bằng tổng số kiểu gen trừ đi số kiểu gen bình thường. Tổng số kiểu gen ở mỗi một gen thì có 3 gen, cho nên với 4 gen chúng ta sẽ có là 3 mũ 4 và số kiểu gen bình thường chỉ là một kiểu gen đồng hợp lặng, cho nên chúng ta sẽ tính là 3 mũ 4 trừ 1 bằng 80 kiểu gen. Như vậy ý 1 là sai, không đúng ha các bạn. Như vậy ý 1 sai ha các bạn. Ý 2, nếu A lớn, B lớn, D lớn và E nhỏ là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 8 loại kiểu gen. Với gen A là gen đột biến thì chúng ta thấy là các thể đột biến như chúng ta vừa phân tích lúc nãy và cơ thể bình thường là đồng hợp lặng và tương tự cho các gen B lớn, B nhỏ hay là D lớn, D nhỏ. Còn nếu gen E là gen đột biến, tức là gen lặng là gen đột biến thì thể đột biến sẽ chỉ có một kiểu gen là E nhỏ thôi. Còn cơ thể bình thường thì sẽ có hai kiểu gen là E lớn hoặc là E lớn E nhỏ. Do vậy, người ta hỏi là thể đột biến về cả bốn gen ha các bạn. Thể đột biến về cả bốn gen thì với gen A chúng ta sẽ có là hai kiểu gen. Gen B cũng vậy, gen D cũng hai kiểu gen và ba gen này sẽ là hai mũ ba. Còn gen E thể đột biến chính là một kiểu gen đồng hợp lặng. 2 mũ 3 nhân 1 chính là bằng 8 kiểu gen. Như vậy ý 2 đúng ha các bạn. Ý 3. Nếu như A lớn, B lớn, D nhỏ, E nhỏ là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 6 loại kiểu gen. Chúng ta làm tương tự như ý 2 thì sẽ là có 4 kiểu gen. Như vậy ý 3 là sai ha các bạn. 4 kiểu gen mới đúng. Ý 4. Nếu A, B nhỏ, D nhỏ, E nhỏ là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen. Nếu các gen A, B, D, E nhỏ là những gen lặng là alen đột biến thì các thể đột biến hoàn toàn có thể thuộc về một gen hoặc hai gen hoặc ba gen hoặc thậm chí cả bốn gen. Chỉ trừ trường hợp là cả bốn gen đều bình thường. A gạch, B gạch, D gạch, E lớn gạch. Trừ trường hợp là cả bốn gen đều bình thường với những kiểu gen như thế này ha các bạn. Và do vậy để dễ dàng trong việc tính toán thì chúng ta sẽ tính số kiểu gen của thể đột biến bằng cách là chúng ta sẽ lấy tổng số kiểu gen và trừ cho kiểu gen bình thường. Tổng số kiểu gen trừ cho số kiểu gen bình thường thì chúng ta sẽ ra số kiểu gen của thể đột biến. Mỗi một cái cặp gen thì sẽ cho 3 kiểu gen. Và do vậy có 4 gen thì tổng số kiểu gen sẽ là 3 mũ 4. Còn số kiểu gen bình thường, bạn xem cái tổ hợp này là cơ thể bình thường, A lớn gạch có 2 kiểu gen, B lớn gạch cũng 2 kiểu gen và tương tự cho D lớn gạch và E lớn gạch. Như vậy chúng ta sẽ tính chính là tổng số kiểu gen là 3 mũ 4 và số kiểu gen bình thường là 2 mũ 4 lần và tính được là 65 loại kiểu gen. Như vậy ý 4 đúng ha các bạn. Như vậy câu số 6 thì chúng ta sẽ chọn đáp án chính là câu A ha. Hai ý đúng là ý 2 và ý 4.
Câu 7. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 6. Xét 3 cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D lớn. Chúng ta lưu ý cặp gen thứ 3 là D lớn chứ không phải là D lớn D nhỏ nha các bạn. Nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các allele trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể 3 tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Tức là có 3 cặp thì mỗi cặp đều có thể được thêm vào một chiếc để trở thành thể 3. Và các thể 3 này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý 1. Ở loài này có tối đa 42 loại kiểu gen. Đề cho chúng ta 3 cặp gen như thế này. Và với cặp gen A lớn A nhỏ thì nó sẽ tạo ra 3 kiểu gen lưỡng bội 2N như thế này. Với kiểu gen ở dạng thể 3 có 4 kiểu gen thể 3 như thế này. Với cặp gen B lớn B nhỏ thì cũng tương tự như cặp gen A lớn A nhỏ. Cũng có 3 kiểu gen lưỡng bội 2N và 4 kiểu gen ở thể 3. Tuy nhiên với cặp gen D lớn thì sẽ chỉ tạo ra 1 kiểu gen lưỡng bội 2N là D lớn. Và số kiểu gen thuộc dạng thể 3 ở cái cặp D lớn này cũng chỉ là 1 kiểu gen thôi các bạn. D lớn. Và sau khi chúng ta khảo sát ở từng cặp gen như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời các cái ý bên dưới. Ý 1. Khi chúng ta xét chung 3 cặp gen như thế này, thì số loại kiểu gen chúng ta phải tính là số kiểu gen ở cơ thể lưỡng bội 2N và số kiểu gen ở thể 3. Trước hết là số kiểu gen ở cơ thể 2N, thì ở cặp thứ nhất, A lớn A nhỏ sẽ cho 3 kiểu gen, B lớn B nhỏ cũng 3 kiểu gen. Còn ở cặp D lớn thì ở cơ thể lưỡng bội chỉ có 1 kiểu gen, cho nên chúng ta sẽ tính được là 3 x 3 và x 1 bằng 9 kiểu gen 2N. Về số kiểu gen ở thể 3 thì chúng ta sẽ tính số kiểu gen ở thể 3 đối với cặp A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ và số kiểu gen ở thể 3 riêng đối với cặp D lớn vì nó khác so với hai cặp này. Ví dụ thể 3 ở cặp A lớn A nhỏ là 4 kiểu gen. Còn ở cặp B lớn B nhỏ lúc bây giờ sẽ là 3 kiểu gen và ở cặp thứ 3 thì chính là 1 kiểu gen và có 2 trường hợp thì chúng ta nhân đôi ha. Còn số kiểu gen thể 3 ở cặp D lớn thì tức là ở cặp A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ thì chỉ có 2 chiếc nhiễm sắc thể thôi. Cho nên chúng ta sẽ tính là ở cặp A lớn A nhỏ thì có 3 kiểu gen. Ở cặp B lớn B nhỏ có 3 kiểu gen, 3 x 3. Còn ở cặp D lớn thể 3 tức là nó sẽ có 1 kiểu gen, D lớn thôi. Tức là sẽ có 3 x 3 bằng 9 kiểu gen thuộc dạng thể 3 mà ở cặp D lớn. Như vậy, tổng số kiểu gen xét chung cả cơ thể lưỡng bội 2N và thể 3 ở cặp A lớn A nhỏ hoặc thể 3 ở cặp B lớn B nhỏ hoặc thể 3 ở cặp D lớn, tổng lại sẽ là 42. Như vậy ý 1 đúng ha các bạn. Ý 2, ở loài này các cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen. Cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính trạng, đó chính là A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch. Bây giờ chúng ta sẽ tính số kiểu gen ở cơ thể lưỡng bội 2N mà trội về 3 tính trạng. Thì ở cặp A lớn A nhỏ nó sẽ có 2 kiểu gen, A lớn, A lớn A nhỏ. Với cặp B lớn B nhỏ thì cũng 2 kiểu gen, B lớn, B lớn B nhỏ. Còn cặp gen D lớn, 1 kiểu gen thôi. Cho nên chúng ta sẽ lấy 2 nhân 2 và nhân với 1 ha các bạn. Là 4 kiểu gen. Ở dạng thể 3 đối với cặp A lớn A nhỏ hoặc B lớn B nhỏ thì cơ thể mà trội về 3 tính trạng với 2 cặp có 2 trường hợp. Và mỗi trường hợp như vậy, ví dụ thể 3 ở tính trạng thứ nhất thì sẽ có 3 kiểu gen mang tính trạng trội. Ở tính trạng do gen B quy định thì tính trạng trội có 2 kiểu gen. Gen D thì có 1 kiểu gen. Tổng cộng là có 12 kiểu gen ha các bạn. Tiếp theo là số kiểu gen thể 3 ở cặp nhiễm sắc thể D lớn. Ở A lớn gạch thì là bình thường, nó sẽ có 2 kiểu gen. Ở B lớn gạch tương tự cũng có 2 kiểu gen.
Và ở D lớn gạch mà thuộc dạng thể 3 thì nó chỉ có một kiểu gen thôi, là ở đây. Do vậy, chỗ này chúng ta sẽ tính là thì chúng ta sẽ ra bốn kiểu gen. Như vậy, tổng số kiểu gen quy định 3 tính tràn trội ở cả cơ thể lưỡng bội 2N và cơ thể thuộc dạng thể 3 ở cặp A lớn A nhỏ hoặc B lớn B nhỏ hoặc là ở cặp D lớn chính là 20 loại kiểu gen. Như vậy ý 2 đúng ha các bạn? Ý 3, ở loài này các thể 3 có tối đa 21 loại kiểu gen. Và chúng ta lưu ý ý thứ 3 thì nó liên quan tới ý 1, có 9 kiểu gen bình thường ở cơ thể lưỡng bội. Và tổng số kiểu gen ở ý 1 chúng ta tính là 42 loại kiểu gen. Vậy thì số kiểu gen thuộc dạng thể 3 sẽ lấy 42 trừ 9 ha các bạn. Đáp án đúng sẽ là 33 loại kiểu gen. Như vậy ý 3 ở đây là sai ha. Ý 4, ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen lặn về một trong ba tính trạng ha các bạn. Chúng ta cũng lần lượt xét ở cơ thể lưỡng bội 2N và cơ thể thuộc dạng thể 3 mà lặn về một trong ba tính trạng. Trước hết là cơ thể 2N, ở đây có hai kiểu gen. Ở đây có hai kiểu gen, như vậy chúng ta sẽ có bốn loại kiểu gen. Ở trường hợp thể 2N cộng 1 tính trạng lặn nằm ở dạng thể 3 thì nó sẽ có ở đây là 2 với 2 là 4 kiểu gen hết các bạn. Trường hợp nữa là ở thể 3 nhưng tính trạng lặn lại không thuộc về thể 3. Tính trạng lặn nằm ở cặp nhiễm sắc thể bình thường thì nó sẽ có những cái kiểu như thế này. Ở đây 3, đây 2. Và nhân hai trường hợp thì là 10 kiểu gen. Như vậy tổng số kiểu gen mang kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng sẽ là 18 kiểu gen mới đúng. Như vậy là ở câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án câu C ha. Ý 1 và ý 2 đúng. Câu 8. Khi nói về hoạt động của operon lac trong câu 8. Khi nói về hoạt động của operon lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Để trả lời câu hỏi số 8 này thì chúng ta lưu ý ôn lại về hoạt động của operon lac ở vi khuẩn E. coli. Đây là hoạt động của các gen trong operon lac khi môi trường không có lactose. Chúng ta lưu ý ở vi khuẩn thì điều hòa hoạt động gen là giúp cho cơ thể tiết kiệm vật chất và năng lượng. Cho nên khi không có đường lactose thì sẽ không có quá trình phiên mã các gen cấu trúc mã hóa cho các loại enzyme giúp hấp thụ và phân giải đường lactose. Không có lactose thì không có phiên mã. Các gen cấu trúc không hoạt động ha các bạn. Khi nào có đường lactose thì mới có phiên mã, các gen cấu trúc mới được phiên mã, rồi dịch mã để tạo ra các enzyme để hấp thụ và sử dụng đường lactose. Thì khi môi trường không có lactose thì gen điều hòa phiên mã và dịch mã để tạo ra protein ức chế. Protein ức chế sẽ bám vào vùng vận hành operator để ngăn cản enzyme ARN pol bám vào vùng promoter và do vậy sẽ không có cái sự phiên mã các gen cấu trúc này. Không có lactose thì không có phiên mã do protein ức chế đã bám vào vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã. Trường hợp thứ hai là khi môi trường có lactose. Chúng ta có một lưu ý là cho dù môi trường có hay không có lactose thì gen điều hòa luôn luôn phiên mã và dịch mã để tạo ra protein ức chế. Gen điều hòa luôn hoạt động để tạo ra protein ức chế. Và khi có lactose thì lactose đóng vai trò là chất cảm ứng. Nó sẽ gắn vào protein ức chế, làm cho protein ức chế bị bất hoạt, thay đổi cấu trúc không gian của nó và làm cho nó không gắn được vào vùng vận hành operator. Thì enzyme ARN polymerase có thể bám vào vùng promoter, vùng khởi động để tiến hành quá trình phiên mã các gen cấu trúc ZIA. Và khi mà chưa phiên mã xong thì các ribosome đã bám lên trên phân tử mRNA để tiến hành quá trình dịch mã, tạo ra protein lac Z, lac Y và lac A. Đây là những protein enzyme cần thiết cho việc hấp thụ và sử dụng đường lactose. Lac Z có vai trò phân hủy đường lactose là một loại đường đôi thành ra hai đường đơn, glucose và galactose. Protein lac Y đó chính là protein kênh ở trên màng sinh chất giúp hấp thụ đường lactose từ môi trường vào trong tế bào. Còn protein lac A liên quan đến quá trình chuyển hóa. Như vậy khi có lactose
thì sẽ có quá trình phiên mã và dịch mã để tạo ra các loại protein enzyme giúp hấp thụ và sử dụng đường lactose. Quay lại câu số 8 này, ý 1. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc Y thì có thể làm cho protein do gen này quy định bị bất hoạt. Nếu đột biến xảy ra giữa gen, có thể là đột biến dạng mất hoặc thêm một cặp nu thì nó có thể làm lệch khung đọc và do vậy là protein do gen Y này mã hóa thì nó sẽ bị thay đổi toàn bộ acid amin kể từ điểm đột biến, cho nên nó có thể bị bất hoạt. Ý 1 đúng. Ý 2. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R, là gen điều hòa này, làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc ZIA cũng không được phiên mã. Đột biến mà không được phiên mã thì là đột biến ở vùng promoter của gen điều hòa nha các bạn, làm cho ARN polymerase không thể bám vào đây để khởi đầu quá trình phiên mã gen điều hòa, thì sẽ không có quá trình dịch mã để tạo ra protein ức chế. Không có protein ức chế thì không có cái cơ chế ngăn cản quá trình phiên mã. ARN polymerase thì có thể bám vào vùng promoter của operon lac để phiên mã và dịch mã để tổng hợp ra các loại protein enzyme. Do vậy, khi mà gen điều hòa không được phiên mã thì các gen cấu trúc ZIA vẫn được phiên mã dịch mã bình thường ha các bạn. Cho nên ý 2 này là sai ha. Ý 3, khi protein ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc ZIA không được phiên mã. Ý này đúng ha các bạn. Ý 4, nếu xảy ra đột biến mất một cặp nu ở giữa gen điều hòa thì có thể làm cho gen cấu trúc ZIA phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactose. Nếu đột biến mất một cặp nu ở giữa gen điều hòa thì có thể làm cho khung đọc của gen điều hòa này nè, nó bị lệch đi một nu kể từ điểm đột biến. Cho nên nó sẽ làm cho protein ức chế bị thay đổi toàn bộ acid amin kể từ điểm mất một cặp nu đó. Và do vậy cấu trúc của protein ức chế sẽ bị thay đổi, cấu trúc không gian của nó sẽ bị thay đổi và nó có thể bị bất hoạt. Lúc bây giờ nó sẽ không thể bám vào vùng vận hành operator được, các gen cấu trúc ZIA sẽ được phiên mã, kể cả là môi trường không có lactose. Ý 4 đúng ha các bạn. Như vậy câu số 8 chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A ha. Ý đúng là ý 1, 3, 4 ha các bạn. Chúc các bạn thành công.